Đó là ngày 2 tháng 12 năm 1804. Chỉ chưa đầy 3 năm sau đó, cuộc chinh phục của Napoleon sẽ mở rộng đế chế của ông ra hầu khắp châu Âu và ông sẽ thống trị cả triệu người. Một con người quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Caesar. Napoleon đã thay đổi thế giới. Ông tiến đến đỉnh cao không dựa trên dòng dõi, không dựa vào quyền thế của gia đình, mà bằng chính khả năng của mình. Chưa từng có ai xuất hiện và chi phối thế giới như Napoleon. Có điều gì đặc biệt ở con người này? Một bàn tay bỏ trong túi áo hay một chiếc mũ lạ lùng? Nếu hỏi bất cứ ai về chiếc mũ đó và cái tay trong áo đó, từ Nhật Bản, Hoa Kỳ cho đến nước Pháp, thì tất cả đều trả lời Napoleon. Nói đến ông là nói đến sự tham vọng. Ông yêu quyền lực. Ông chết mà vẫn đắm chìm trong quyền lực, như người nhạc sĩ say mê bản nhạc của mình. Liệu có người nào đó có thể lên nắm quyền lực tối thượng chỉ từ một xuất thân nghèo hèn? Và cũng chỉ trong vòng đôi ba ngày, đánh mất hết tất cả. Thật choáng váng khi đạt đến đỉnh cao quá nhanh, rồi rơi xuống vực thẳm quá chóng. Napoleon tiến từng bậc một mình lên đến bàn thờ Chúa. Giữ lấy vương miện chắc trong tay, rồi đưa nó lên cao. Và tự đặt nó lên đầu mình. Mùa xuân năm 1769, Letizia và Carlo Bonaparte băng qua nhiều vùng rừng núi để tiến sâu vào hòn đảo Corsica. Họ là những người Corsica yêu nước và quyết định chiến đấu, đẩy lùi kẻ xâm lược là quân đội Pháp. Đảo Corsica chỉ có khoảng 100 đến 120.000 người xuất thân từ nông dân và những người chăn cừu. Họ có rất ít vũ khí và thuốc súng, và họ phải dùng tất cả để chống lại đế chế Pháp với 22 triệu dân. Quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu lúc bấy giờ. Người Corsica gần như không có cơ hội. Sau nhiều năm chiến đấu, hàng nghìn người Corsica chết và bị thương. Cuối cùng họ bị đánh bại. Letizia và Carlo trở về nhà. Khi đó, Letizia đã mang thai 6 tháng. Mùa hè năm đó, khi đang chuẩn bị tiệc mừng ngày lễ Đức Mẹ lên trời, thì bà trở dạ. Cùng ngày, ngày 15 tháng 8 năm 1769, bà hạ sinh một cậu con trai, Napoleon Bonaparte. Sinh ra trong thời kỳ chiếm đóng, tuổi thơ Napoleon chìm ngập trong sự căm thù nước Pháp, đất nước mà một ngày ông sẽ thống trị. Corsica giờ là một thuộc địa của Pháp, thuộc vùng tranh chấp giữa Pháp và Ý trên Địa Trung Hải. Trong nhiều thế kỷ, người dân đảo Corsica đã dũng cảm chống lại nhiều kẻ thù xâm lược từ người La Mã, người Moores đến người Genoa. Sau khi người Pháp giành quyền kiểm soát, người Corsica rút lui vào vùng núi và tiếp tục chiến đấu. Nhưng cha của Napoleon, Carlo, 22 tuổi, sinh viên đại học, sẵn sàng gia nhập xã hội Pháp. Ít lâu sau, ông sẽ đội lên đầu bộ tóc giả, áo gi lê dệt và đôi giày có khóa bạc. Tôi nghĩ rằng Napoleon luôn có ác cảm với người cha vì đã quy phục.
Carlo tội nghiệp hiểu rằng ông đã thua trong trận chiến với Pháp và bây giờ ông cần phải sống với nó và làm mọi thứ tốt nhất có thể. Carlo bắt đầu hành nghề luật trong cuộc bầu cử hội đồng Corsica. Ông đứng về phía những nhà cầm quyền Pháp cao quý. Napoleon hầu như không hề bày tỏ bất cứ suy nghĩ tốt đẹp nào về người cha. Ông dành hết những lời ca tụng cho mẹ mình. Một Letizia xinh đẹp với ý chí mạnh mẽ mà ông cho rằng không có người mẹ thứ hai sánh bằng. Ông từng nói rằng tất cả mọi sự thành công trong cuộc đời của ông đều nhờ sự dạy dỗ của người mẹ. Letizia là một người phụ nữ cực kỳ nghiêm khắc. Chiến tranh càng làm bà rắn giỏi thêm. Bà phạt những đứa con của mình để dạy chúng sự hy sinh và tính kỷ luật. Có những lúc bà bắt chúng tôi đi ngủ với cái bụng trống rỗng. Napoleon hồi tưởng lại, như thể trong nhà không còn gì ăn vậy. Mỗi người cần phải học để vượt qua những điều đó mà không để người khác biết. Ngay cả sự dịu dàng của bà cũng thật nghiêm khắc. Carlo và Letizia có một ngôi nhà khá lớn ở ngoại thành và một cái nữa ở thành phố thể hiện địa vị của gia đình. Họ là quý tộc Corsica, nhưng không giàu có. Họ vật lộn nuôi 8 đứa con trên một hòn đảo vốn đã nghèo khó từ hàng thế kỷ qua. Tay trắng, đôi vợ chồng nhiều khát vọng tin rằng chỉ có một nơi có thể chào đón họ. Đó chính là quốc gia đã tàn phá quê hương họ, nước Pháp. Với vai trò là đại diện của Nghị viện Corsica, Carlo đến Versailles. Carlo đã ấp ủ một kế hoạch suốt hàng năm trời ở Versailles, và rồi điều đó thành hiện thực. Ông đã kiếm cho Napoleon một học bổng ở Pháp. Cha của Napoleon là một người có tầm nhìn sâu rộng và một tham vọng khủng khiếp. Ông đã mang lại cơ hội đổi đời cho những đứa con của mình, và Napoleon đã tận dụng cơ hội đó. Napoleon lần đầu tiên đặt chân lên nước Pháp vào mùa đông năm 1778. Một cậu nhóc 9 tuổi xanh xao gầy gò, người quen sống ở vùng khí hậu Địa Trung Hải ấm cúng, đột nhiên du hành một mình tới vùng đồng bằng lộng gió miền Bắc nước Pháp. Một cậu bé được học bổng ở Đại học Quân sự Hoàng gia Brienne de Chateau. Napoleon gần như không nói được tiếng Pháp. Trong suốt 5 năm học tới, sẽ không có kỳ nghỉ, không có lần về quê nào. Ông luôn nghĩ mình là một người đảo Corsica. Ông sống trong môi trường toàn những đứa trẻ tầng lớp quý tộc Pháp. Và chúng chẳng có điểm gì chung với cậu nhóc ngoại quốc bé nhỏ này. Napoleon trở thành một kẻ ghét nước Pháp. Ông ấy ghét những người Pháp. Và đây là giai đoạn rất khó khăn của cuộc đời ông. Rồi một ngày kia, Napoleon sẽ có thiện cảm với nước Pháp, nhưng trước hết, ông phải nếm trải cảm xúc căm giận và nỗi khổ này hàng năm trời. Khi được tuyển vào Học viện Quân sự Hoàng gia Pháp, ông ấy mới 15 tuổi. Napoleon cùng học với con trai của những gia đình vương giả nhất nước Pháp và ông sẽ học được sự xa hoa của xã hội Pháp. Học viện Hoàng gia gần như là trường ở cấp cuối cùng đào tạo những sĩ quan thành những quý ông. Ông bắt đầu công việc của một người lính khi 16 tuổi. Một trung úy cô đơn được luyện tập cùng với lực lượng pháo binh thiện xạ nhất của quân Pháp.
Ông trở thành chuyên gia trong lĩnh vực súng ống, áo giáp và ngắm bắn, điều phối nhân lực. Một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự đã bắt đầu. Dưới thời của mình, Napoleon thể hiện khát khao được học. Ông đọc sách sử, tài liệu quân sự, sách luật và một chút tài liệu khoa học tự nhiên. Ông chịu ảnh hưởng lớn từ Rousseau và các học giả của phong trào Tia Sáng. Nhưng với một người lính sinh ra ở Corsica, lời hứa về tự do và bình đẳng chỉ là một giấc mơ. Napoleon biết rằng nó sẽ chẳng đi tới đâu. Ông cảm thấy chế độ này sẽ không dễ dàng cho ông địa vị ông mong muốn. Tuyệt vọng với tham vọng quân sự của mình, Napoleon mong muốn trở thành một tác giả nổi tiếng, viết đại cương lịch sử Corsica, thậm chí ông còn thử viết tiểu thuyết. Lúc này, chính cuộc cách mạng tư sản Pháp đã đem lại tự do cho Napoleon. Ngày 14 tháng 7 năm 1789, cả Paris bùng nổ. Những đoàn người giận dữ tràn ra khắp các đường phố, tung hô khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái. Nước Pháp chìm trong hỗn loạn. Chế độ phong kiến đứng bên bờ vực sụp đổ. Chính phủ đối lập được lập ra, chống lại quyền lực tối thượng của đức vua, xóa bỏ ách cai trị của các quý tộc và giáo chủ trong lãnh địa phong kiến, lật đổ mọi hệ thống xã hội đã tồn tại nhiều thế kỷ. Sau nhiều năm dưới áp bức bất công, cuộc cách mạng tư sản đã bùng nổ. Và phải nhiều năm sau mới kết thúc. Khi cuộc cách mạng từng bước giành thắng lợi, Napoleon đang đóng quân cách xa Paris. Ông không ủng hộ những người đang nổi loạn kia, nhưng lại hoan nghênh những thay đổi họ mang lại cho đất nước. Ông chắc chắn không theo khuynh hướng cách mạng trước khi cuộc cách mạng này bùng nổ. Nhưng Napoleon đón nhận điều này như một tin tốt. Nó có ý nghĩa tương đương về mặt tín ngưỡng cho ông ta. Bởi bỗng chốc, ông cảm thấy cuộc cách mạng này sẽ khai phá cho xã hội Pháp. Số mệnh của Napoleon cũng là số mệnh của cả nước Pháp. Vào mùa hè năm 1792, Napoleon trở về Paris và tận mắt chứng kiến sự thất bại của đương kim đức vua Pháp. Vào tháng 6, một người biểu tình xông thẳng vào cung điện Tuileries và bắt ông vua phải đeo chiếc mũ đỏ, biểu trưng cho cách mạng Pháp. Tháng 8 năm đó, dân biểu tình đã giết toàn bộ đám cận vệ Thụy Sĩ của nhà vua. Vua Louis XVI bị truất ngôi. Nước Cộng hòa Pháp được tuyên bố thành lập ngay mùa thu năm ấy. Napoleon muốn trở thành một phần trong thế giới mới này, muốn có quyền lực và ông bắt đầu tại vùng đất ông biết rõ nhất, đảo Corsica. Chàng thanh niên Napoleon 23 tuổi chính thức trở thành một nhà cách mạng lý tưởng khi ông ấy xin nghỉ phép và quay lại đảo Corsica. Nước Cộng hòa Pháp coi Corsica như một phần lãnh thổ của mình và công nhận mọi quyền và nền độc lập của công dân Corsica. Napoleon, một trung úy thuộc lực lượng phòng vệ của hòn đảo, đã dấn mình vào chính trường. Đứng đầu chính phủ của quốc đảo là Pasquale Paoli. Paoli là người Napoleon từng ngưỡng mộ thời bé, người đã lãnh đạo Corsica trong cuộc chiến với quân Pháp. Giờ đây Napoleon muốn về phe của Paoli để đạt được giấc mơ quyền lực của mình. Nhưng ông phải đón nhận thất vọng cay đắng bởi Paoli không tin ông. Một thằng nhóc to đầu thiếu kinh nghiệm, Paoli gọi Napoleon như vậy.
Những người yêu nước của Corsica cho rằng Napoleon quá tham vọng, có cái tôi quá lớn, quá gần gũi với nước Pháp. Napoleon và Pauli đang ở hai con đường khác nhau. Pauli chỉ có mục tiêu giành độc lập cho Corsica. Lúc này, Napoleon Bonaparte hoàn toàn thỏa mãn với việc Corsica là một phần của chế độ Cộng hòa Pháp. Ông ấy dường như có hai con người trong mình, một nửa Corsica và một nửa Pháp. Nhưng phần lớn cuộc đời, Napoleon không thể hiện nửa Pháp trong mình. Thực ra ông ấy đã là người Pháp từ lâu mà không hề hay biết. Napoleon theo bản năng tự nhiên của mình đã bị thay đổi rất nhiều dưới nền giáo dục Pháp từ bé. Napoleon sớm lãnh đạo một lực lượng đối lập chống Pauli. Hai thế lực đối lập sâu sắc với nhau trên hòn đảo, và điều này làm cuộc đấu đá chính trị giữa hai người càng trở nên gay gắt. Phe của Pauli và Napoleon sớm tiến tới chiến tranh. Cuối cùng, Pauli chứng tỏ được sức mạnh vượt trội. Gia đình Napoleon bị trục xuất và ông buộc phải trốn lên núi. Nhà nước Corsica tuyên bố rằng Napoleon và toàn thể gia đình ông là kẻ phản quốc và kẻ thù của Tổ quốc.